Hey, là tôi tên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Tổ quốc. Hôm nay em tục lên cho anh em một clip gồm 10 cây câu nha anh em. 10 cây này là 10 cây câu chuyên cho anh em lure ghê, lure biển, lure mực. Có một số cây có thể đánh lóc. Rồi, để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em lên á thì anh em có thể trả về cho em. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất cho mình xem. Cái thứ nhất là một cây ken, còn bao hướng dẫn, sách hướng dẫn full học, full túi luôn. Nói chung là cây này mới trên khoảng 95-98%. Cây này thì dài 2m13, 2 khúc, thu gọn 113 cm, nặng 172 g, đọt là 2 ly, đọt gốc là 11.5 ly. Tải mồi thì nó rơi vào tầm khoảng 10 g đến 28 g nha anh em. Độ cứng cây này rơi vào tầm MH, chiên cho anh em đánh lóc nha. Tải dây từ 8 đến 17 lb. Một cây ken nha anh em, giá mới là khoảng 20.000 yên, nó rơi vào tầm khoảng 4 triệu rưỡi tiền Việt Nam. Ocean luôn. Đó là thông số em đọc đây. Cần ở đây. Cần này thì ngoại hình nó em đảm bảo mới trên khoảng 95-96%. Cán còn rất là đẹp nha anh em. Nói chung là cán đẹp, phen là phen Fuji Gold. Bát là bát thẳng nha, bát thẳng ken. Nói chung là cây này đẹp. Tất cả cần phen đều ok hết, không độ chế. Đó. Đây, đóng chữ Fuji. Bô đây. Đó. Bộ đóng chữ F đây nè. Đây, căng còn rất là ok nha anh em. Khá đẹp. Cứng này cứng tầm khoảng MH. Rồi, giá công khai nha mọi người. Giá công khai cây này là 1,8 triệu. Cây số 1 full túi. Đó, túi lên đây. Hộp sách luôn nha. Cây số 1 giá 1,8 triệu, một cây cần ken máy ngang chuyên cho anh em lô lóc. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây cần nội địa Nhật, Esgromes. Cây này của Tenryu nha anh em. Tenryu hay gì đó. Nói chung là cần này phôi rất là đẹp nha anh em. Hàng hàng carbon được sơn phủ một lớp kim tuyến, đó xanh kim tuyến nha. Cán ra đây đó. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Cây này dài là 2m5, nặng 130 g. Đây, phen nó Fuji nha anh em, Fuji 25. Cần sơn rất là đẹp nha anh em. Cần này nội địa Nhật 100% với anh em nha. Tenryu. Chả biết đọc cái chữ ra sao. It promise. Đó. Nói chung là càng đẹp. Cây này là một cây cắm gốc lỡ nha anh em. Đó. Cây này chuyên cho em đánh biển, lô mực. Đọc đây này. Đầu bu là xịn sò nha anh em. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Test độ cong nè. Cây này mà đánh mực là khỏi khỏi chơi. Đánh cảm giác nữa. Bát tà bát Fuji nha anh em. Rồi, giá công khai cho một cây cắm gốc lỡ này là 1,7 triệu. Cây số 2 nha anh em, 1,7 triệu. Đọt cái này là 1 ly. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 là một cây cần lua máy ngang. Đó. Cần lua máy ngang
hàng của Daiwa nha anh em. Cán cán ba khúc, cán đời cao, cán mốt nha. Đây bát nó để khá là đẹp nha anh em, bát là bát thẳng. Càng này càng đầy qua, dài 1m7. Hàng China xuất nội địa Nhật nha anh em. Tem sức đầy đủ. Đây, càng đây, anh em có thể search trên mạng. Đó. Bát này khỏi chê rồi. Càng này ưng nhất là cái bát. Bát đẹp cực kỳ. Cây này nặng 100g. Tải mồi từ 10 đến 30g nha anh em. Đó. Đây. Phen là phen Fuji, chạy chỉ khỏi chơi. Đầu buông ở đây, đó. Có đóng chế ép nha anh em, đó, Fuji. Cái này anh em đi lấy câu lua là khỏi chơi, khỏi bàn rồi, lua lóc, lua chẽm. Lóc lô chẽm lô mực đó, phen xịn sò. Cây này nặng 100g, đọt là 1 ly, tải mồi từ 10 đến 30g, giá công khai là 1,2 triệu nha anh em. Một cây đầy qua đó. Cây số 3 1,2 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 4. Cây số 4 là một cây cần của hàng Phantom đó. Cây Phantom này là cây những clip trước em cũng đã lên. Ông anh ông lấy về rồi ông chê nhỏ, ông trả về lại. Đó. Đây. Nói chung là cây này nó sẵn từ gốc đến ngọn. Đây qua Phantom. Phen là phen hãng. Báo là bát thẳng nha anh em. Đó. Anh em có thể thấy nó sẵn. Cái phần mút ở phần cán bằng cho đây nó chưa tháo cái bọc ni lông này ra luôn nè. Đó. Dưới đây cũng vậy. À, bát là bát hãng, bát của đây qua nha anh em. Đây qua Phantom. Cây này hàng xuất nội địa Nhật nha anh em. 100% với anh em luôn á, đảm bảo. Carbon sáng từ gốc tới ngọn. Phần đề 3 đây. Đó. Cây này dài 2m1. Đó, dài 2m1. Hai khúc thu gọn 113 cm. À, tải mát là 10g nha anh em. Đúng không? Tải mát là 100g chứ. Đó, tại cái này tải mát là 100g nha anh em, một cây lua. Anh em đánh lua lóc cũng được, rất là ok nha, lua lóc, lua biển, câu vít. Đó, tải mát 100g. Cây này nặng là 250g. Đọt là 2,7 ly, giá công khai là 800k nha anh em. Cây số 4 giá công khai là 800k. Đây, khá là ok nha. Test cho anh em xem luôn. Rất là đẹp nha. Phantom. Rồi. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 là một cây cần của Alpha Taco. Đó. Một cây Alpha Taco cản 3 khúc phen Fuji. Đó. Nói chung là càng này xịn sò. Nhìn dàn phen thôi may rồi. Test đọt nè. Bát là bát Fuji. Cây này đẹp nhất là cái bát. Đây, cái bát là bát Fuji giả gỗ nha anh em. Bát khỏi chê nha. Này đóng chữ Fuji cà bá lửa. Alpha Taco. Cây này thì độ cứng nó rơi vào tầm khoảng 20-30. Hàng made in China, xuất nội địa Nhật nha anh em. Đó. Cây này dài 1m8. Hàng Alpha Taco. Nặng 150g, đọt 1,4 ly. Cái này thì cái đọt nó em được chạy keo lại nha anh em. Đó, em chạy keo lại. Nói chung là cần nào em chạy keo thì em báo với em chạy keo. Đây.
Nói chung chạy lại cũng đẹp đẽ sạch sẽ chứ. Đó. Cái này đảm bảo với anh em đủ 1m8 cho anh em nha. Đây, test độ cong của nó đây. Cái này thì anh em đánh lốc bạo lực là ok. À, độ cứng của nó đây, cứng ra tầm khoảng 25-30, khá là cứng nha. Cần lua thông số với là rất là cứng này. Này, cán mốt nó bị lỗ lỗ này nè, là được đại ca mèo của em nó vào á. Đó, để dưới đất nó ghét nó vào chơi. Đó. Đây nữa nè, đó. Rồi, giá công khai cái này nha mọi người. Giá công khai cái này 800k, cây số 5. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 là một cây cần lua hàng Ryobi. Carbon sắn từ gốc đến ngọn nha anh em. Phen là bát Fuji, phen là phen Fuji. Đó. Nói chung thì cây này về em lau nhẹ nhẹ qua nhục lên thôi, nó chưa vệ sinh kỹ nha. Cây này cây lua dài 2m7, độ cứng là UL, hàng Korea nha anh em. Đó, hàng Ryobi nội địa Nhật, hàng Korea xuất nội địa Nhật nha anh em. Đó, 2m7 cứng UL. Nói chung thì em chỉ thấy thông số đó nhiều đó thôi thì em đọc. Đó. Hàng carbon sắn từ gốc đến ngọn nha anh em. Nói chung thì cây này vẫn có xuất sắc tí nha. Đó. Phen là phen Fuji. Nói chung là phen này chưa vệ sinh đâu. Xấu xấu vậy thôi, chín bụi nha em. Đó. Bu là bu Fuji luôn nha anh em. Cây này thì một lỗi duy nhất. Đây, nó bị lội một cái đít này ra. Đó. Nói chung thì đối với cần lua mà 2m7 là quá hiếm rồi. Cứng ngu là anh em đánh lóc cũng được. À, đánh lóc cũng chém rất là ok nha anh em. À, càng rất là dài. À, cây này thì nặng là 180g, đọt là 1 ly 6, cây số 6, giá 700k nha anh em. Đó. Rồi, đến giờ xin đây. Tiếp theo là cây số 7. À, cây số 7 là cây đẹp đây. Cây số 7 là một cây cần của Suzumi, hàng China, xuất nội địa Nhật. Nói chung là cây này mới sạch sẽ. Ngoại hình nếu em đánh giá nó là tầm khoảng 90-95% nha anh em. Nói chung là cây này không có xuất sắc gì nhiều hết. Bu đây, bu xịn sò. Cây này thì sở hữu dàn phen Fuji, bát Fuji. Cây này là cây lua máy đứng nha anh em. Đó. Phen Fuji, bát Fuji. Cán 3 phút. Phôi carbon ít nha anh em, carbon 2 da. Cây này thì dài 1m8, cứng L. Lua từ 4 đến 12g, tải dây từ 4 đến 10 lb. Nặng là 80g, đọt là 1 ly 6 nha anh em. Đó. Đây, phen đó là phen Fuji. Nói chung là cây này đẹp. Đó. Em lua suối là lấy mấy cây này. Đây. À, carbon sắn chìm nha anh em. Phen nó đây. Đó. Test luôn. Rồi, giá công khai cây số 7, giá là 650k nha anh em. Khá là đẹp. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 là một cây cần của Korea, một cây Suzumi nha anh em. Đây, cây Suzumi đó, hàng Korea xuất nội địa Nhật. Này, nó có đóng với tem dưới đây. Đó. Cây này ngoại hình cũng như cây số 7 thôi, ngoại hình nó gơ vào tầm khoảng 90-95%. Carbon sắn từ gốc đến ngọn nha anh em. Bát thì rất là đẹp. Bát tới đây. Bát này bát máy đứng nha anh em.
cầm vô vừa tay luôn á. Carbon sắn nha nè, đó sắn thế này thì khỏi cần bàn. Bu và bu Fuji nha. Cây này thì sở hữu vàng phen là vàng phen Fuji chân đen nha anh em. Đó, Fuji. Phen là phen Fuji. Báo tầm bắt hãng. Cây này sở hữu vàng phen Fuji chân đen. Đó. Cây này thì độ cứng sẽ là ML. Tải mồi từ để em đọc đây. Tải mồi từ 5 đến 14 gram nha anh em. Đó, tải mồi từ 5 đến 14 gram. Tải dây từ 4 đến 8 lb. 2 khúc, 6 feet là 1.8. Cây này nặng 130 g, đọt 1.8, giá là 600k nha anh em. Đó, đây, test luôn nè. Nhúng nhúng luôn. Rồi, cây số 8, giá 600k. Tiếp theo sẽ là cây số 9 nha anh em. Cây số 9 là một cây cần của Ryobi. Rồi, cây số 9 là một cây cần của Suzumi. Một cây cần được sơn màu xanh đọt chuối. Xanh này không biết xanh riêu, khá là đẹp nha. Khúc này nó được phủ lớp bọc lớp ni lông anh em, chưa tháo ra nữa. Cần này rất là mới nha anh em, hình như là chưa qua sử dụng luôn á. Góc nó đây, bắt nó đây nha anh em. Cây này hàng UL, chuyên cho anh em lua suối. Tải mồi từ 2 đến 7 gram, tải dây từ 2 đến 6 lb. Cây này lua suối, lua hồ, lua cá rô phi anh em, lua bằng mấy con bóp giả, lua cá rô phi á, khá là ok nha. Nói chung là cặn này phủ màu xanh rêu khá là đẹp nha anh em. Xanh này em không biết xanh gì luôn, nói chung là cặn đẹp. Loại hình nó gờ khoảng 90-95%. Nếu em ship hàng ra tới quán mà mấy anh đó, mấy anh kiểm tra mà không giống như em đảm bảo thì ok, cần xấu quá gỡ về, khỏi cần lý do nào hết. Đó. Cây này nặng là 80 gram, đọt 1 ly 2, giá là 500k nha anh em. Đó, phen này sử dụng dòng phen là dòng phen Fuji chân đen. Đó. Khá xịn sò nha anh em. Đây đây. Cứng u là sách lô suối là chùm. Đây, test độ cong luôn. Nói chung là càng đẹp. Rồi, tiếp theo sẽ là cây cuối cùng. Một cây cặn của Recross. Cây này cứng là L nha anh em, cứng L. Cây này dài 1 mét, hình như là 1m6. Cây này dài 1m6. Cây này dài 1m8 nha anh em. Đó, cây số 9 dài 1m8. Cây số 10 dài 1m6. Đó, 5m6, hình như là 1m6. Chuẩn là 1m62 nha anh em. Đó. Cây này cũng sở hữu dòng phen là dòng phen Fuji. Đó. Fuji chân đen nha anh em. Khá là đẹp. Nói chung là cây nào độ chế làm lại thì em báo anh em. Cây nào em không nói gì là ok, không độ chế gì hết. Cây này nặng là 60 g, đọt 1 ly 6, giá 400k. Cây này thì nó không để thông số tải mồi, không số cước thì em không đọc, nó chỉ để lên L thôi, độ cứng L thôi. Đây, nó có xước sát nha anh em. Đó. Chỗ này cũng vậy, xước sát. Đó, thấy không? Đó. Chỗ nào cần sao thì em báo anh em vậy. Cây số 10 giá 400k nha anh em. Anh em lua suối, mới tập lua, câu hồ, lấy cây này đánh. Nó vừa ghẻ mà vừa ok nữa. Nói chung thì anh em mới tập chơi thì lấy cái này chơi, khá là ok nha anh em.